tại sao tôi không bán hàng ngay khi mới gặp khách hàng nữa. Gần đây thì tôi nhận được rất là nhiều những cuộc telesale từ các cái thương hiệu khác nhau và từ các ngành nghề khác nhau. Nhưng thông thường ấy là các bạn telesale đều có đặc điểm là vừa gọi một cái là đã muốn bán hàng ngay cho tôi. Các bạn ấy nói rằng là bên em là ở bên phân phối sản phẩm, bên cung cấp hay là ở bên bảo hiểm gì, em muốn mời chị tham khảo, mời chị tham gia chương trình, rồi là mời chị các thứ. Đấy thì cái điều đấy có thể lúc trước, từ thời điểm trước khi mà chưa có nhiều telesale, hoặc là khi mà cái ngành công nghiệp telesale nó chưa bị bão hòa, thì khách hàng có thể kiên nhẫn và lắng nghe bạn. Thế nhưng mà bây giờ với một số điện thoại, bao nhiêu công ty đang mua data lạnh, và khách hàng trở thành, tôi tưởng tượng khách hàng ấy giống như là một chú lợn được đưa lên bàn mổ, và mỗi người thích xẻo một tí. Và bởi vì vậy cho nên bây giờ khách hàng nhận được những cái cuộc gọi hàng ngày cảm thấy rất là phiền. Nên khi mà tôi huấn luyện cho đội nhóm thì bây giờ tôi vẫn nói với mọi người rằng ấy, là cái cách mà vừa cầm máy lên bán hàng ấy, cách đấy đã cổ quá rồi. Và kể cả khi mình mới gặp khách hàng mà mình đã muốn chốt đơn ngay thì đấy cũng là cách quá cổ rồi. Mà tôi thường khuyên mọi người một cái cách bán hàng mới, đó là cái cách này thì tôi cũng được học trong một cái hội nhóm kinh doanh, đó chính là chúng ta sẽ trồng trọt chứ không săn bắn. Nghĩa là với cả một mối quan hệ mà có thể tiềm năng mua hàng ấy, thì thường lúc đầu mình sẽ không bán hàng ngay, mà mình phải xem là khách hàng đang cần gì, nhu cầu của khách hàng là gì. Và với vai trò là một người bán hàng thì mình có thể làm gì để giúp cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ chịu hơn không? Mình có thể làm gì để giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề của họ hay không? Mà sẽ không nhảy ngay vào cái việc là bán hàng, không nhảy ngay vào cái việc là mình muốn là ngay lập tức phải bán hàng ngay lập tức. Đấy thì để làm như vậy thì bạn hãy xem một cái clip ở trên TikTok của tôi nhá. Chị ơi, em bán hàng qua telesale ấy mà mãi không có ai mua. Chị có nghe mấy cuộc gọi của em rồi, khách vừa mới nhấc máy lên ấy thì đã sồn sồn nhảy vào bán hàng ngay. Vì thế thì ai mà muốn mua? Thế bây giờ em phải làm nào hả chị? Mấy cái hộ bán hàng câu sale mà mua data lạnh ấy thì thôi vứt luôn. Nhưng chị biết bên em ấy là khách có nhu cầu mới để lại số điện thoại. Vậy thì khi em nhấc máy gọi khách thì việc đầu tiên ấy là phải xem nhu cầu của khách là gì. Có thể bắt đầu những câu hỏi là có phải anh đang cần, có phải chị đang cần. Đấy, rồi dò được nhu cầu của khách, rồi cuối cùng mới giới thiệu sản phẩm của mình. Chứ đừng có vừa mới nhấc máy lên một cái đã nói luôn là bên em cung cấp, bên em bán cái này, hack sập máy luôn. Uầy, đỉnh cao, sao chị biết cái này hay thế ạ? Bởi vì chị follow TikTok Mai Tình Yêu để học các chiến lược tâm lý và phát triển kinh doanh. Trong clip này ấy, thì tôi cũng đã nói rõ là vấn đề của telesale là khi mà vừa mới nhấc máy lên muốn bán. Vậy thì một cách cơ bản nhất ấy, một cách cơ bản nhất, cách bán hàng nhất cơ bản, đó là trước khi mà mình giới thiệu sản phẩm, mình bán hàng cho khách thì mình hỏi rõ nhu cầu của khách là bây giờ có phải là anh đang cần cái này, có phải chị đang cần cái này, và tôi có thể làm gì để giúp anh chị. Mình sẽ không nói rằng tôi bán, mà là tôi giúp anh chị đạt được điều mà anh chị mong muốn. Tôi giúp anh chị đạt được cái kết quả mà các anh chị đang hướng tới. Đấy, thì đấy mới là cách bán tốt. Nhưng mà sâu xa hơn nữa ấy, cái việc mà không bán 3 ngày khi mà gặp khách hàng thì có thể được thể hiện thông qua việc là trước hết là mình tìm hiểu nhu cầu của khách. Và thực sự ấy, dưới vai trò một người phục vụ khách hàng hay người bán hàng, thì mình sẽ tìm mọi cách để giúp cho khách hàng đã, có thể không bằng cái sản phẩm mình bán, nhưng mà bằng những mối quan hệ riêng của mình, mình giúp cho khách đạt được điều khách hàng muốn. Và sau đó ấy, kể cả bạn không chào hàng ấy, thì khách cũng luôn luôn cảm thấy rằng muốn mua hàng từ bạn, muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ bạn. Đấy, thì đây là nguyên tắc ở trong mối quan hệ, nguyên tắc vàng, đó là mình hãy luôn luôn cho trước. Luôn luôn cho trước mà không phải cầu mong là mình nhận được cái gì. Bởi vì khi bạn giúp được rất nhiều khách hàng thì chắc chắn rằng trong số rất nhiều khách hàng đấy sẽ có nhiều khách hàng quay lại muốn mua hàng của bạn, muốn giúp bạn. Nguyên tắc vàng trong mối quan hệ đó là hãy luôn cho đi trước. Và hãy đừng quên đăng ký vào kênh YouTube Mai Tình Yêu Chiến Lược Tâm Lý, và hãy bình luận ở dưới này ạ. Luôn cho trước. Và hẹn gặp lại bạn trong clip sau. Cứ mỗi ngày thì tôi sẽ đăng một clip dài lên trên kênh YouTube Mai Tình Yêu Chiến Lược Tâm Lý. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Bye bye.